gì đâu. Anh đứng trong đây, đứng làm gì vậy? Anh làm gì anh đứng ngoài cho chân quá. Làm phạt bản thân tôi. Không, bây giờ nè. Lý do như thế nào? Tôi chỉ làm việc cái bản thế, tôi không làm việc với anh. Không. Nhất là anh có bia rượu, tôi không làm việc với anh. Không. Tôi nói anh, tôi nói với anh nè. Bia rượu không nói, nhưng mà được rồi, tôi giải đưa lại. Tức là nguyên tắc chúng tôi làm việc với tài xế, tôi không làm việc với anh. Rồi tài xế trong đó, xe của tôi ở nằm đây. Xe của anh có đang làm việc với tài xế. Nhưng mà yêu cầu anh mang giấy tờ ra để xử lý vấn việc này. Anh cứ đi vi phạm thì tôi làm việc, chứ anh đừng có làm tất cả đúng không? Không. Đây là vậy. Tôi mời anh đi ra chỗ không, khác. Tôi yêu cầu của tôi với tài xế. Tôi yêu cầu anh đưa ra pháp lý và luật. Được. Nếu mà anh không vi phạm thì tôi cho xe đi. Mà nếu vi phạm không phải cho xe đi, nhưng mà báo chí phanh như này. Không, anh đừng nói vậy nha. Bây giờ xin mời chúng khác. Anh có bia rượu để tôi không tiếp anh được. Không, không phải không tiếp được. Tôi nhận. Được, lái xe. Rồi, xin mời. Lái xe. Ngay là gặp tài xế đi. Lái xe ra. Không, anh lên nhớ rằng đang xử lý vi phạm không lái xe ra được. Rồi, anh đi ra được. Rồi, thôi. Mấy anh em quay mấy bạn số với mấy bạn ưu tiên. Tôi nói mời cái anh. Đại trước xe là. Tài xế. Tài xế. Rồi, bây giờ ở đây này. Giấy tờ anh chứng minh ra. Anh là tài xế và anh là điều khiển chiếc xe này, anh chứng minh ra đi. Được. Nhưng mà tôi không biết anh là ai hết á. Nói chung là tôi không biết anh là ai, anh đọc chung chung ba, ta sẽ không biết anh là ai. Tôi đang dẫn đầu là lên ngành đi xử lý. Anh đọc đi. Anh đã có làm cái gì đi, chắc nữa tôi không cần thành vấn đề. Rồi, đồng ý. Nhưng mà yêu cầu cái gì? Đây, đây, ra nè. Rồi, ra mưa. Rồi, nhưng mà bây giờ cái đường này theo tôi thấy là tôi không có việc vi phạm gì. Cái này là cái lời đường phố, đối với đổi xe trên này đường phố là... Tôi xin thưa anh nè, tôi này, khi anh chạy xe lên, đúng, và khi anh chạy xuống là cũng chạy trên hè phố rồi. Nhưng mà đồng chí phải thông cảm như thế này, bây giờ nhà giờ bác ở trên đây. Về nguyên tắc nhá, trên hè phố là xe không được chạy, anh phải đậu ở dưới. Anh chỉ chạy đi vào lối vào hầm thôi, xe chạy vào hầm thôi, anh là tài xế. Rồi, nếu mà đồng chí nói vậy thì chờ cái đồng chí mà ở trên cái tòa nhà này, người ta sẽ mang cái giấy ra coi là lục giới nhà. Tại vì thường ngày á là tôi vẫn coi như là tôi vẫn đậu ở đây được, tức là không ai hỏi đó. Bây giờ đó thì bây giờ cái người bây giờ có này, tôi hỏi quá ba, bây giờ tôi thì hỏi. Bây giờ anh tôi hỏi đâu đây không có người nhà để xử lý những vi phạm pháp luật, thì hôm nay có tôi xử lý quá ba nhà chung cư để chờ tôi nói anh nha, anh đừng có đi xe rồi đừng đem những cái nón quân đội ra, không phải làm cái chuyện đó với tôi. Tôi nói đồng chí Hải này không có đem, nhưng mà mình làm đúng theo pháp luật. Đúng, nhưng mà bây giờ thứ nhất là pháp luật. Tôi thứ nhất là tôi không tiếp anh, thứ nhất là anh có biết rồi. Thứ hai anh không phải là người vi phạm, mà là anh này. Chúng tôi làm việc với anh này, nên anh đừng can dự vào công việc của chúng tôi. Không biết rồi, nhưng mà tôi ngồi trên xe tôi chủ. Được, anh cứ ngồi trên xe. Chứ bây giờ thủ trưởng kêu, bây giờ mình tôi không lẽ bây giờ tôi là tôi làm công, tôi tài xế. Bảo lẽ bây giờ thủ trưởng kêu bây giờ sao giờ? Nếu như anh có đường ở đây đường đi ạ. Không chấp hành được thì chúng tôi sẽ phải xử lý. Ông đi nhớ này, ông đi nhớ, ông phải. Tôi không nói chuyện với anh. Làm pháp luật, nó phải đúng pháp luật. Đây là nhà chung cư. Bây giờ làm việc.